Thì tôi xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Vũ Thu Trang sẽ đến với toàn thể các quý đồng nghiệp với bài báo cáo các khái niệm cơ bản chẩn đoán và điều trị bệnh lý phổi kẽ. Xin mời tiến sĩ Trang. Dạ vâng ạ. Kính thưa tiến sĩ Phương Lan và các anh chị em đồng nghiệp, các quý đồng nghiệp tham gia vào cái buổi hội trần trực tuyến ngày hôm nay. Sau đây là cái nội dung liên quan đến um, lý thuyết. Chắc là nó cũng sẽ um, dài nhưng mà À, với cái bệnh lý phổi kẽ thì nó là một cái mảng rất là mới ở Việt Nam cho nên tôi cũng không hy vọng rằng là qua cái bài này thì các anh chị có thể gọi là thành thạo để chẩn đoán được bệnh phổi kẽ nhưng mà chúng ta cũng sẽ có những cái khái niệm cơ bản để mà có thể phát hiện được sớm cho người bệnh, những cái trường hợp mà có nghi ngờ cái bệnh lý này để bệnh nhân có thể được chẩn đoán được kịp thời. Thế thì đây là một cái ca bệnh thực tế mà bệnh nhân đã đi khám ở các tuyến rồi sau đó thì lên bạch bạch mai thì mới được chẩn đoán Thì đây là một cái bệnh nhân nữ 40 tuổi Bệnh nhân trong vòng 2 năm thì uh, Thường xuyên là ho khan Rồi có đau tức ngực âm ỉ rồi có mệt mỏi Khó thở khi gắng sức Và uh, cho đến uh, Cách khoảng một tháng thì bệnh nhân có Cái cảm giác khó thở khi gắng sức rõ ràng hơn Bạn, Bệnh nhân đau yếu chân Và đi khám được chụp các lớp vi tính ngực Được nói rằng là có tổn thương Phổi kẽ trên phim Tuy nhiên sau đó thì cũng không được chẩn đoán và điều trị đặc hiệu gì cả và cũng không được tư vấn gì về bệnh lý phổi kẽ. Thế thì sau đó thì bệnh nhân có đi lên uh, chơi ở trên Hà Nội và tình cờ là đi khám thì khi mà chúng tôi khám bệnh nhân chúng tôi thấy rằng là bệnh nhân không có suy hô hấp lúc bấy giờ là SPO2 vẫn là 98%. Tuy nhiên khám phổi thì có gian nổ ở hai đáy phổi. Và khám kỹ bệnh nhân, xem kỹ tay chân toàn thân thì phát hiện ra là bệnh nhân có dấu hiệu sẩn gót trông ở bàn tay và các cái ngón tay nó có tím lạnh khi khi uh, tím rồi lạnh khi mà bệnh nhân rúng vào nước lạnh hoặc là vào mùa đông thế thì đấy là cái dấu hiệu của hội chứng Raynaud uh, tuy nhiên thì khám các cái yếu cơ thì nó không rõ ràng các cơ quan khác thì chưa phát hiện gì cả và đây là hình ảnh của người bệnh thì là đây là một bệnh nhân trẻ trẻ tuổi và uh, toàn trạng vẫn còn tương đối ổn định nhưng mà anh chị có thể uh, nhìn ở trên cái ảnh chụp hai cái khuỷu tay của người bệnh là nó sẩn và nó uh, thâm vào rất là nhiều thì khi hỏi bệnh nhân xem là à, có làm những cái động tác gì hay tì đè gì vào cái vùng khuỷu tay hay không thì bệnh nhân nói là không có tì đè gì vào kiểu khuỷu tay nhưng mà nó cũng vẫn cứ sẩn và và lúc nào cũng bong ra và khô như vậy thì đấy là gọi là dấu hiệu gót trông và trên cái bàn tay của bệnh nhân cũng thế các anh chị nếu mà nhìn kỹ bàn tay của người bệnh thì các anh chị có thể thấy cái dấu hiệu à, sẩn gót trông ở ở mu bàn tay ở đây ở vùng mu bàn tay thì cái dấu hiệu này Uh, bởi vì nó không đau nó không đau nó không gây khó chịu gì cho người bệnh cả cho nên là họ cũng không để ý và các bác sĩ khám thì cũng uh, có thể là là một là không có kinh nghiệm hai là cũng đông bệnh nhân cũng không để ý kỹ cho nên là cũng không phát hiện ra cái dấu hiệu này thì đây là cái dấu hiệu sẩn gót ở mu bàn tay nó cũng là một dấu hiệu tương đối đặc hiệu trong bệnh lý viêm da cơ viêm đa cơ <laughs> và bệnh nhân đã được chụp phim cắt lớp vi tính ờ, thì các anh chị thấy rằng là trên hình ảnh phim cắt lớp vi tính có các cái tổn thương dạng kẽ ở ngoại vi ở đáy phổi hai bên và hình ảnh như thế này thì được gọi là hình ảnh UIP ờ, đây là một cái thuật ngữ chỉ một cái hình thái tổn thương phim được uh, tổn thương phổi trên phim cắt lớp vi tính lát nữa chúng ta sẽ bàn về cái này sau và qua phân tích thì uh, thấy rằng là cái hình ảnh trên phim cắt lớp vi tính phổi nó phù hợp với những cái tổn thương phổi kẽ, bệnh phổi kẽ trong bệnh lý tự miễn và cái hình ảnh đấy nó thể hiện là trên phổi của người bệnh đã có bắt đầu có dấu hiệu sơ hóa rồi. Như vậy là với cái người bệnh này, bệnh nhân đã diễn biến tới 2 năm và đã đi khám ở nhiều cơ sở, đã từng được chụp phim cắt lớp vi tính, đã từng được nói rằng là có tổn thương phổi kẽ. Tuy nhiên như vậy sau 2 năm bệnh nhân vẫn chưa được có cái chẩn đoán nào cả và vì vậy cho nên là không có điều trị gì. và tại thời điểm lúc đó khi mà chúng tôi cho bệnh nhân đau chức năng hô hấp thì cái chức năng hô hấp đã có sự suy giảm rồi. FVC của người bệnh chỉ còn 58% so với trị số lý thuyết thôi. Với trường hợp như vậy thì trên phim cũng như triệu chứng lâm sàng nghi hướng đến bệnh lý tự miễn cho nên chúng tôi đã cho người bệnh làm các cái xét nghiệm về mặt kháng thể và cái kết quả dương tính tương đối là nhiều với ANA là dương tính và chỉ số xét nghiệm Ro1 tức là một loại kháng thể đặc hiệu trong viêm da cơ viêm da cơ cũng dương tính và CK tức là men cơ của người bệnh là tăng với kết quả là 480 bệnh nhân sau đó thì hướng đến bệnh lý về về cơ tự miễn cho nên bệnh nhân được làm thêm cái xét nghiệm các loại kháng thể tự miễn đặc hiệu trong bệnh lý viêm da cơ viêm da cơ thì cũng có những cái xét nghiệm dương tính đó là xét nghiệm MI2 alpha thì đây là một cái xét nghiệm đặc hiệu kháng thể đặc hiệu trong viêm đa cơ và xét nghiệm do dương tính cũng là đặc hiệu trong viêm da cơ và lúc bấy giờ thì như vậy bệnh nhân đã được thiết lập cái chẩn đoán về viêm da cơ ở bệnh nhân được nội soi phế quản cái việc nội soi phế quản là chúng tôi đánh giá thêm là người bệnh có nhiễm trùng hay là có nhiễm lao ở trong phổi kèm theo hay không bởi vì nó sẽ liên quan đến việc điều trị sau này Vậy thì uh, sau khi được làm đầy đủ các loại xét nghiệm thăm dò thì bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định là viêm phổi kẽ sơ hóa viêm da cơ và bệnh nhân bắt đầu được uh, điều trị với liệu pháp là corticosteroid uh, phối hợp với một loại thuốc ức chế miễn dịch là selsep và các cái điều trị triệu chứng khác và bệnh nhân được theo dõi định kỳ và cũng rất là may mắn là từ đấy cho đến bây giờ thì người bệnh cũng vẫn đang ổn định. Như vậy qua cái ca lâm sàng đó thì các anh chị thấy rằng là nếu mà các anh chị hồi cứu lại nhớ lại thì có khi là cũng đã từng gặp những trường hợp như vậy trong quá trình hành nghề rồi đấy nhưng mà mình không để ý đến thôi tại vì bệnh nhân này cũng là một người bệnh thực tế và đi khám ở rất nhiều nơi ở các tuyến ở cả tuyến tỉnh và đến khi lên chúng tôi thì mới được chẩn đoán vậy thì giúp kinh nghiệm qua những ca bệnh như thế nếu như mà người bệnh được chụp phim hoặc là trên lâm sàng mà các anh chị có nghĩ đến, có nghi ngờ đến bệnh lý phổi kẽ thì chúng ta sẽ cần có cái thái độ để mà uh, chẩn đoán hay hay là chúng ta chuyển bệnh nhân đến những nơi có thể chẩn đoán cho người bệnh. Vậy thì về mặt uh, lý thuyết chúng ta biết thế nào là bệnh phổi kẽ. Bệnh phổi kẽ thì tôi cũng xin khẳng định lại một lần nữa là nó không phải là một bệnh một bệnh mà nó là một nhóm nó là một nhóm nhiều loại bệnh khác nhau Tuy nhiên nó được xếp vào cùng một nhóm do nó có sự giống nhau, có sự tương đồng về mặt lâm sàng Về các cái đặc điểm trên phim chụp, về bệnh lý, về về cơ chế bệnh sinh Và cái thuật ngữ phổi kẽ là để nói rằng là cái, cái tổn thương của bệnh phổi này Nó bắt đầu từ khoảng kẽ phổi, từ mô kẽ của phổi Tuy nhiên sau đó nó có thể tổn thương đến cả phế nang Và tổn thương đến cả các loại tiểu phế quản cũng như đường thở khác vậy nhắc lại mặt giải phẫu thì cái này các anh chị cũng đã nắm được rất là rõ đúng không ạ về mặt đường hô hấp của chúng ta có đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới à, khi mà khí quản phân chia thành phế quản gốc phải phế quản gốc trái ở carina và sau đó các cái nhánh phế quản chia nhỏ dần nhỏ dần cho tới những cái tiểu phế quản hô hấp và cuối cùng là các ống phế nang túi phế nang và giữa những cái uh, tổ chức như vậy là các khoảng kẽ ở đây các anh chị nhìn thấy trên cái hình người ta phóng to ở đây là một cái phế nang Các phế nang nằm sát cạnh nhau và cái tổ chức kẽ nằm giữa Ở trong tổ chức kẽ sẽ có Những cái mạch máu này Rồi có các cái tế bào uh, uh, Elastin Các tế bào đàn Chế tiết ra các cái sợi đàn hồi Và nó giữ cho phổi là một cái nhu mô xốp Và có tính đàn hồi tốt Bình thường đối với một cái phổi bình thường Thì cái mô kẽ nó rất là mỏng mảnh Để nó tạo thành cái Màng phế nang mau mạch và qua cái màng phế nang mau mạch rất là mỏng mảnh đấy thì oxy có thể được uh, vận chuyển qua hàng rào phế nang mau mạch một cách rất là đơn giản, rất là thuận tiện. Và chúng ta hô hấp bình thường, chúng ta trao đổi khí bình thường. Thế nhưng mà khi, đây các anh chị nhìn cái hình ảnh một cái mô phổi bình thường là các cái vách này rất là mỏng. Đây là cái tổ chức kẽ bình thường. Tuy nhiên khi bệnh nhân vì một cái cơ chế bệnh nào đó có thể là do hít phải những cái dị nguyên trong môi trường, có thể là do các bệnh tự miễn, có thể là do phơi nhiễm với tia xạ, có thể là do các loại thuốc vân vân thì nó bắt đầu khởi phát lên các cái quá trình viêm nhiễm ở nhu mô phổi. Viêm ở đây là viêm vô khuẩn chứ không phải là 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 nhiễm trùng, không phải là nhiễm virus và cái quá trình viêm đấy được sự tham gia của rất là nhiều các loại tế bào khác nhau và nó sinh ra các cái chất trung gian viêm dẫn tới là làm cho cái tổ chức kẽ của phổi nó dày lên các tế bào viêm kéo đến thâm nhiễm vào và sau đó đến giai đoạn sau sẽ là cái giai đoạn mà viêm lập đi lập lại lập đi lập lại nó kích hoạt lên quá trình sơ hóa các nguyên bào sơ sợi kéo đến và dẫn tới quá trình sơ hóa của phổi được khởi động và do cuối cùng hậu quả của nó sẽ là sơ hóa phổi, cái nhu mô phổi cứng lại, mất đi tính đàn hồi, cái màng phế nang mang mạch không còn độ mỏng mảnh như bình thường nữa mà nó sẽ dày lên và vì vậy cho nên là cái quá trình mà trao đổi oxy, trao đổi khí qua màng phế nang mang mạch bị ảnh hưởng rất là nhiều và chính vì vậy cho nên cái triệu chứng của bệnh phổi kẽ ở những giai đoạn tiến triển sẽ là khó thở, sẽ là giảm oxy máu. Như vậy khái quát lại thì cơ chế bệnh sinh trong các bệnh phổi kẽ khác nhau nó mỗi bệnh nó có một cái cơ chế đặc thù riêng nhưng mà về mặt chung nhất nó vẫn là hai quá trình chính đó là quá trình viêm và quá trình sơ hóa diễn ra song song thường ở những giai đoạn cấp hoặc bán cấp thì quá trình viêm sẽ đóng vai trò chủ yếu còn về sau khi mà cái phản ứng viêm nó đã bắt đầu thoái triển dần đi thì cái quá trình sơ lại tăng cường lên và trở thành đóng vai trò chính trong các cái cơ chế bệnh sinh của bệnh và các anh chị nhìn thấy ở đây các hình ảnh mô học nó chúng ta không còn nhìn thấy các cái vách rất là mỏng mảnh của 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 mô kẽ nữa mà toàn bộ nó dày lên rất là dày khự lên như này và oxy không thể nào được uh, vận chuyển qua cái màng phế nang máu mạch bình thường được nữa cho nên là dần dần đến về sau khi mà cái phổi sơ hóa càng nhiều thì bệnh nhân uh, giảm oxy máu bệnh nhân khó thở càng nặng vậy thì quay lại cái việc mà bệnh phổi kẽ nó là bệnh gì thì như tôi vẫn khẳng định từ ban đầu nó sẽ là rất nhiều bệnh khác nhau người ta sẽ chia thành các nhóm bệnh chính các nhóm bệnh chính có những cái nhóm bệnh thì thường gặp nhiều hơn có những nhóm bệnh thì sẽ hiếm gặp hơn ở đây chúng ta có hai cái nhóm mà được nhắc đến nhiều đó là nhóm bệnh phổi kẽ vô căn và nhóm bệnh phổi kẽ liên quan đến các bệnh lý hệ thống cái ca cá lâm sàng mà tôi vừa trình bày lúc ban đầu là một trong các cái bệnh phổi kẽ liên quan đến bệnh lý hệ thống ở đây là bệnh viêm cơ tự miễn thế thì ngoài cái bệnh viêm cơ tự miễn thì nhiều bệnh lý hệ thống khác cũng có thể có tổn thương phổi kẽ trong đó có bệnh lý sơ cứng bì trong đó có bệnh viêm khớp dạng thấp rồi có các cái bệnh như là lupus ban đỏ hệ thống nó cũng có thể có tổn thương phổi kẽ ngoài ra thì có bệnh mô liên kết hỗn hợp rồi hội chứng Sogren vân vân thì những cái bệnh lý hệ thống như vậy khi mà uh, trong cơ thể người bệnh có cái kháng thể tự miễn nó tấn công vào nhiều cơ quan bộ phận khác nhau và trong đó có phổi và sẽ dẫn tới là bệnh nhân có viêm phổi kẽ ngoài cái nhóm bệnh hệ thống là cái bệnh rất là phổ biến trong uh, các bệnh lý phổi kẽ thì cái nhóm bệnh phổi kẽ vô căn cũng là những nhóm bệnh mà chúng tôi gặp trên lâm sàng gọi là vô căn tuy nhiên thì thực ra không phải là vô căn đâu mà chẳng qua là chúng ta chưa xác định được chính xác căn nguyên của nó thôi nhưng người ta cũng thấy rằng là có nhiều cái yếu tố trong môi trường có thể liên quan mà trong đó yếu tố khói thuốc lá thuốc lào đã được uh, chứng minh rằng là nó là cái yếu tố nguy cơ mà dẫn đến các cái bệnh phổi kẽ này tôi lấy ví dụ như là sơ phổi vô căn ví dụ như là bệnh viêm phổi kẽ liên quan đến viêm tiểu phế quản hô hấp hoặc là viêm phổi kẽ bong vẩy thì trong những cái ba cái bệnh đấy thì vai trò của khói thuốc lá thuốc lào đã được chứng minh là À, yếu tố thúc đẩy gây ra bệnh. À, ngoài ra, ngoài hai cái nhóm bệnh lớn này thì chúng ta sẽ có một số các cái bệnh khác mà các anh chị chắc là đã cũng cũng đã từng gặp. Ví dụ như là bệnh sarcoidosis, thì sarcoidosis cũng là một bệnh à, có tổn thương ở phổi. <laughs> ngoài tổn thương ở phổi ra thì sarcoidosis cũng có thể gây tổn thương hạch, gây tổn thương cơ, vân vân ở nhiều bộ phận cơ quan khác nhau. Rồi chúng ta có một nhóm bệnh lý gọi là viêm phổi tăng cảm thì cái nhóm bệnh lý viêm phổi tăng cảm này tôi thì tôi nghĩ rằng là sẽ có khá là nhiều đấy nhưng mà chẳng qua là có thể chúng ta đã bỏ sót và không chẩn đoán được viêm phổi tăng cảm là như thế nào đấy là cái phổi của chúng ta cái nhu mô phổi của chúng ta bị uh, tăng cái tính phản ứng do tiếp xúc với các dị nguyên trong môi trường theo con đường hít lấy ví dụ như là các người mà làm nghề tiếp xúc với các loại chim Ví dụ như là chăn nuôi gà vịt, ví dụ như là những người nuôi chim bồ câu thì các cái dị nguyên từ các loại gia súc các loại gia cầm, các loại chim đấy nó sẽ ở trong môi trường và những cái người có cơ địa nhạy cảm sẽ bị hơi nhiễm với các dị nguyên đường hít và người ta khởi phát quá trình viêm ở trong phổi và cái viêm này như tôi nhắc ban đầu là viêm vô khuẩn là quá trình viêm do cơ chế miễn dịch chứ không phải là viêm nhiễm virus hay vi khuẩn gì cả và cái quá trình viêm đấy qua thời gian nó sẽ dẫn tới cái tổn thương viêm phổi tăng cảm cho người bệnh. Một số các cái bệnh phổi kẽ hiếm gặp khác thì à, chúng tôi cũng ít gặp thôi nhưng mà cũng vẫn có ví dụ như là bệnh phổi kẽ lăng ghét hăng hoặc là bệnh phổi đột lỗ chẳng hạn. Thì những cái bệnh này nó chẩn đoán được nhưng mà cho đến hiện tại việc điều trị rất là khó khăn và vẫn chưa có thuốc. Vậy thì đây là một cái bảng mà một cái gọi là mô hình mà tôi khái quát lại một chút về những cái bệnh cái cái thuật ngữ mà chúng ta sẽ cần phân biệt. Thứ nhất là cái vòng tròn lớn ngoài cùng là gọi là bệnh phổi kẽ. Ở đây chúng ta phải nhớ bệnh phổi kẽ nó là nhóm gồm trên 200 bệnh. Sau đó tiếp theo là cái tập con của của cái vòng tròn bệnh phổi kẽ là nhóm bệnh phổi kẽ sơ hóa, tức là trong khoảng 200 bệnh phổi kẽ này thì có nhiều bệnh có thể có nhu có cái xu hướng nó sơ hóa dần đi và trong các cái nhóm bệnh phổi kẽ có xu hướng sơ hóa thì sẽ có một nhóm nhỏ hơn người ta gọi là sơ phổi tiến triển tức là à, những cái bệnh đó thì cái quá trình sơ nó diễn tiến nhanh tổn thương sơ tăng nhiều và người bệnh sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều về mặt à, triệu chứng cũng như là chức năng phổi và cuối cùng cái nguy cơ tử vong là sẽ là cao và cái nhóm nhỏ nhất Uh, trong cái nhóm sơ hóa đấy là bệnh sơ phổi vô căn thì bệnh sơ phổi vô căn nó là một một bệnh trong đó thì cơ chế chưa rõ ràng nhưng mà tổn thương phổi nó cứ sơ hóa dần đi và cái tiên lượng cũng rất là xấu và một cái điều nữa mà chúng tôi cũng uh, là một cái khó khăn chung đấy là cái việc mà chẩn đoán để xác định rõ xem là bệnh nhân đấy nó là bệnh phổi kẽ loại nào là cũng rất khó khăn vì nhiều khi các bệnh nó cái triệu chứng nó trồng lấp với nhau nó rất là giống nhau cho nên cái việc để mình phân định rõ loại gì với loại gì là cũng không phải là một chuyện dễ dàng thế vì thế cho nên là khi mà chúng ta nghĩ đến một người bệnh có bệnh lý phổi kẽ thì thường là chúng tôi sẽ phải làm hồ sơ đầy đủ và đưa ra hội đồng hội trần. Vậy thì khi nào chúng ta nên nghĩ tới một bệnh phổi kẽ? Thứ nhất là chúng ta sẽ nghĩ đến bệnh phổi kẽ khi bệnh nhân có triệu chứng cơ năng là khó thở. Như tôi vừa mới nói ngay suốt từ đầu đến giờ thì cái vấn đề chính của bệnh phổi kẽ đấy là cái tổ chức kẽ nó bị dày lên cho nên là thiếu oxy máu và cái triệu chứng khó thở của người bệnh, triệu chứng hụt hơi, khó thở khi gắng sức sẽ là cái triệu chứng mà thường gặp. Ngoài ra bệnh nhân có thể có ho khan, và khám thực thể các anh chị sẽ nghe thấy gian nổ. Gian nổ là một cái gian khá là đặc hiệu trong bệnh phổi kẽ. À, ngày trước khi mà tôi còn là sinh viên, à, Y2, Y3, Y4 thôi, chưa biết gì cả, thì chỉ biết các thầy dạy là bị viêm phổi là gian nổ. Nhưng mà sau này khi chúng tôi tiếp xúc với rất là nhiều các loại bệnh phổi khác nhau, thì tôi nhận ra rằng là trong các cái bệnh mà có tổn thương tổ chức kẽ thì gian nổ nó rất là thường gặp và nó không có ý nghĩa rằng là đấy là viêm phổi cộng đồng mà gian nổ gặp trong nhiều bệnh khác nhau và trong bệnh phổi kẽ thì gian nổ là một cái rất thường gặp và các anh chị sẽ thấy có bất thường ở trên x quang phổi nó sẽ không có hình ảnh mờ kiểu hình tam giác hay là nó không thành những cái đám đông đặc mà các anh chị thấy sẽ thấy những cái dạng tổn thương kẽ các tổn thương lưới không rõ ràng và các anh chị có thể thấy cái hình khi mà ở giai đoạn muộn hơn anh chị có thể thấy cái dấu hiệu sơ hóa co kéo giảm thể tích phổi trên phim x quang. Và một cái nữa đấy là cái đo SPO2 là một cái thiết bị rất là đơn giản và bây giờ ngay cả người dân bình thường người ta cũng có. Thì khi anh chị thấy bệnh nhân có giảm SPO2 máu và không có dấu hiệu nhiễm trùng rõ trên lâm sàng thì đấy cũng là một cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải nghĩ tới là xem bệnh nhân có các cái bệnh phổi kẽ hay không và nhất là như khi mà cái tình, tình trạng đó nó kéo dài trong nhiều tháng hoặc một thời gian dài thì chúng ta nên nghĩ tới bệnh phổi kẽ và đối với bệnh phổi kẽ thì cái phim x quang phổi nó rất là ít giá trị trong trần đoán vì vậy cho nên cái phim chụp cắt lớp vi tính lớp mỏng độ phân giải cao sẽ là cái giải pháp mà gần như là bắt buộc trong việc mà chúng ta xác định xem người ta có bệnh phổi kẽ hay không và như vậy các cái triệu chứng trong bệnh phổi kẽ nó rất là giống nhau nó đều là ho nó đều là khó thở nó đều là có gian nổ rồi có những cái yếu tố phơi nhiễm trong môi trường như các anh chị biết rằng là trong môi trường của nước Việt Nam mình là một cái nước nhiệt đới ẩm cho nên là uh, các cái loại dị nguyên nó rất là nhiều ở vùng các vùng nông thôn thì gà vịt chạy khắp nơi rồi cây cối rồi uh, lúa gạo vân vân cho nên là để chúng ta xác định được là các loại dị nguyên hít gì mà người ta hít phải là một cái việc rất là khó khăn vì vậy cho nên là cái bệnh phổi kẽ nó vừa đa dạng nó lại trồng chéo và nó rất là khó xác định các yếu tố phơi nhiễm cho nên việc chẩn đoán là một cái thách thức rất lớn ở trung tâm hấp của chúng tôi thì lúc ban đầu chúng tôi đã đề xuất một cái lưu đồ để hướng đến cái việc làm thế nào chẩn đoán bệnh phổi kẽ cho người bệnh giống như các anh chị đang nhìn ở trên slide thì nếu với một người bệnh mà chúng tôi có nghi ngờ là có bệnh phổi kẽ hay không thì bệnh nhân cần được khai thác rất là kỹ về các cái triệu chứng về tiền sử rồi khám lâm sàng kỹ lưỡng Giống như cái ca bệnh tôi vừa trình bày, đối với việc khám lâm sàng của nghi ngờ bệnh phổi kẽ thì không chỉ có khám phổi, không chỉ nghe tim phổi mà chúng tôi còn phải khám kỹ toàn thân để phát hiện ra các cái triệu chứng ngoài phổi khác. Và phim HRCT ngực sẽ là cái tiêu chuẩn vàng để đánh giá xem chính xác là người ta có tổn thương phổi kẽ hay không sau khi bệnh nhân được chụp hrct mà đã xác định là có tổn thương phổi kẽ rồi thì cái việc phân tích phim sẽ cần phải có các cái chuyên gia về chẩn đoán hình ảnh mà họ chuyên làm về bệnh phổi kẽ để họ phân tích xem là trên phim là dạng tổn thương loại gì hướng đến cái căn nguyên gì hay không và sau đó thì mới trả lời được câu hỏi là có bệnh phổi kẽ là có rồi thì lúc đấy chúng ta sẽ đi tìm căn nguyên gì gây ra các bệnh phổi kẽ đấy bằng cách làm rất là nhiều các loại thăm dò xét nghiệm thì chúng ta sẽ đi lần lượt từng cái thăm dò cái việc đầu tiên là hỏi bệnh. <laughs> như tôi có nói ban đầu ấy thì có rất là nhiều các loại yếu tố trong môi trường mà ảnh hưởng đến 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 việc hình thành đến việc phát sinh ra bệnh phổi kẽ. Ngoài ra còn có những yếu tố khác cũng có thể phát sinh ra bệnh phổi kẽ như là các loại thuốc hoặc là các cái phơi nhiễm về tia xạ, vân vân. Vì vậy cho nên để hỏi người bệnh nghi ngờ phổi kẽ một cách hệ thống, không bỏ sót thì người ta đã thiết kế ra một cái bộ câu hỏi để hỏi bệnh trong bệnh nhân mà nghi ngờ bệnh phổi kẽ, giống như cái hình mà tôi đang chiếu ở trên trên slide ở đây. Trong bộ câu hỏi này sẽ có các nhóm câu hỏi liên quan đến tiền sử bệnh tật, liên quan đến tiền sử dùng thuốc, liên quan đến môi trường mà bệnh nhân đang ở, liên quan đến nghề nghiệp của bệnh nhân, liên quan đến các cái yếu tố khác mà người bệnh cho rằng có thể ảnh hưởng đến phổi của mình. Và khi mà chúng tôi tiến hành hỏi bằng cái bộ câu hỏi này thì thông tin thu được rất là chi tiết và ít khi bị bỏ sót. Bộ câu hỏi này thì nếu các anh chị em nào muốn tham khảo thì có thể liên hệ với tôi, tôi sẽ gửi để cho các anh chị có thể sử dụng. Đây là các yếu tố nguy cơ trong môi trường thì các anh chị thấy rằng là nó nó rất là phổ biến đúng không ạ? Các loại chim muông, gà vịt chúng ta có rất nhiều, dơm, dạ, cây cối chúng ta có rất nhiều ẩm mốc ở trong nơi ở cũng rất là nhiều bởi vì mình là nước có nhiệt độ cao và độ ẩm cao cho nên là mốc meo là mọc ở khắp mọi nơi thì những cái đó nó là các cái dị nguyên dị nguyên hữu cơ cũng như là các dị nguyên vô cơ ở trong môi trường nó rất là nhiều và người ta phơi nhiễm lúc nào cũng không biết được nữa thì các cái loại mà hữu dị nguyên hữu cơ có thể gặp như là các cái bụi ở nông nghiệp này, rồi các loại bể bơi, rồi các loại mà cái máy làm ẩm, máy phun ẩm, rồi các cái nơi mà bị lũ lụt đấy, thì sau khi lũ lụt nó rút đi thì các anh chị thấy rằng nó sẽ để lại ẩm mốc rất là nhiều. Thế rồi những cái xưởng mà làm các các cái loại đồ ăn lên men như là làm làm tương, rồi là trồng nấm, rồi là làm bánh mì vân vân thì những cái đó nó cũng có những cái loại vi nấm và nó có thể bay trong trong uh, môi trường những cái trại chăn nuôi như là các trại chăn nuôi gà chăn nuôi vịt chẳng hạn các cái nhà hàng uh, về về uh, bán các cái đồ liên quan đến uh, chim chóc như các nhà hàng uh, đặc sản đấy thì rất là nhiều các cái dị nguyên của động vật rồi ngay cả những cái mà chúng ta không nghĩ đến đó là các loại chăn gối bằng lông vũ các loại áo lông vũ thì ngay cả những cái 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 vật phẩm như vậy nó cũng có thể trở thành cái yếu tố nguy cơ mà hít phải các dị nguyên rồi các cái bệnh nghề nghiệp như là các nghề liên quan đến kim loại rồi các nghề liên quan đến mỏ vân vân thì đấy là các yếu tố mà có thể làm cho người bệnh hít phải các cái dị nguyên vô cơ rất là nhiều các loại thuốc khác nhau có ảnh hưởng đến phổi kẽ các anh chị có thể tra cứu ở trên cái trang Nemotox thì có đầy đủ các thông tin liên quan đến các loại thuốc đây là cái cái hình ảnh của cái trang web đấy các anh chị có thể tra cứu vào để xem xem cái thuốc bệnh nhân của mình dùng có nguy cơ ảnh hưởng đến phổi hay không thì đấy là cái việc mà mình chúng ta sẽ hỏi bệnh để tìm các yếu tố nguy cơ sau đó thì chúng ta khám bệnh thì chúng ta cần chú ý đến các cái tổn thương khác ngoài phổi nó có thể là tổn thương sẽ giúp chúng ta gợi ý bệnh Tôi lấy ví dụ những cái trường hợp ở đây các anh chị sẽ nhìn thấy rằng là bệnh nhân có những cái ban hồng tím mà quanh mắt và mi mắt nó hơi phù lên. Thì đây gọi là dấu hiệu helitrope, nó cũng là một cái dấu hiệu rất là đặc hiệu trong bệnh lý viêm cơ tự miễn. Đây là những cái sẩn ở vùng khuỷu tay, ở cổ, đây là dấu hiệu chữ V ở cổ. Nó thể hiện cho người bệnh có những cái nhạy cảm với ánh sáng. Cái vùng cổ áo này nó là cái vùng mà nó tiếp xúc với ánh sáng là những cái vùng đó nó sẽ đỏ lên thì bệnh nhân này là một bệnh nhân thực sự ở, ở bệnh nhân thực tế ở khoa chúng tôi và bệnh nhân khi mà nổi đến những cái ban này ấy, thì người ta lại tưởng là người ta bị bệnh viêm da uh, viêm da cơ địa cho nên người ta bôi thuốc vân vân nhưng mà cuối cùng hóa ra là bệnh viêm da cơ và bệnh nhân này đến lúc mà gì phát hiện ra thì tổn thương phổi rất là nặng chúng ta phải xem bàn tay của một người bệnh những cái viêm mạch rất gặp thường gặp trong các bệnh lý tự miễn rồi dấu hiệu bàn tay thợ cơ khí, các cái loét vô khuẩn ở đầu ngón tay, đấy là những dấu hiệu gợi ý bệnh tự miễn. Đây là các loại hình ảnh của sẩn gót sông khác nhau. Nó hình thái nó cũng đa dạng, có cái thì nó khô đi rồi nó sẽ thâm lại, có những cái nó mới xuất hiện thì nó sẽ đỏ hơn. Đấy, đây là các dấu hiệu viêm mau mạch quanh móng. Đây là dấu hiệu cái sẹo lõm ở đầu ngón tay do cái mao mạch nó bị hoại nó bị teo đi, nó hoại tử khô do là thiếu dinh dưỡng. Thế thì với những cái hình ảnh như vậy nó sẽ gợi ý cho chúng ta xem là bệnh nhân có các cái tổn thương phổi do bệnh tự miễn hay không. Phim chụp cắt lớp vi tính thì đây là một cái thăm dò quan trọng nhất trong việc mình xác định chính xác là người bệnh có bệnh phổi kẽ hay không. Và ở đây thì tôi xin nhấn mạnh là chụp cắt lớp phổi độ phân giải cao chứ không phải là chụp lớp dày. Vì nếu mà chụp lớp dày thì chúng ta sẽ không phân biệt, chúng ta sẽ không xác định được các cái tổn thương của mô kẽ vì vậy cho nên là người bệnh nếu mà chúng ta nghi ngờ cái bệnh phổi kẽ thì các anh chị sẽ nên cho chụp cái phim độ phân giải cao à, tên nghe thì cao cấp thế thôi chứ còn các máy chụp cắt lớp đều có thể thực hiện được cái kỹ thuật chụp đấy chứ không cần phải là là nhiều dãy hay ít dãy gì đâu ạ và cái phim cắt lớp vi tính độ phân giải cao sẽ được các cái um, bác sĩ chuyên sâu về bệnh phổi kẽ phân tích để người ta sẽ À, phân loại ra được là cái tổn thương đó nó sẽ thuộc vào cái dạng hình thái tổn thương gì đây là một số các cái hình thái tổn thương ví dụ ở trên phim cắt lớp mà các anh chị sẽ có thể nhìn thấy ở đây những cái hình ảnh này nếu như mà là một người không có chuyên môn sâu về bệnh phổi kẽ thì chúng ta cũng chỉ biết rằng là nó dày kẽ lên rồi nó như là cái lưới như vậy thôi rồi nó có các cái nang khí như vậy nhưng mà với cái về mặt phân loại thì người ta sẽ định ra được đây là dạng tổn thương gì Hình ảnh ở phía bên tay trái đây gọi là hình ảnh UIP, nếu mà dịch ra tiếng Việt thì nó là cái hình dạng tổn thương phổi kẽ thông thường. Nhưng mà thường chúng tôi sẽ không dịch ra tiếng Việt mà chúng tôi sẽ dùng nguyên cái thuật ngữ UIP của của hình ảnh để nó tránh nhầm bởi vì khi mà dịch ra thành là, là bệnh phổi kẽ thông thường thì nhiều khi có những người mà không làm chuyên sâu về phổi kẽ người ta sẽ nhầm rằng đấy là một bệnh. Nhưng mà tôi xin khẳng định là UIP nó là dạng một dạng tổn thương thôi là một dạng hình thái tổn thương thôi nó sẽ gặp trong nhiều bệnh khác nhau cái hình ở bên tay phải đây là gọi là hình ảnh NSIP và nếu mà dịch ra tiếng việt thì nó là viêm phổi kẽ không đặc hiệu và nó cũng tương tự như vậy nó không phải là một bệnh đâu ạ mà nó là một cái hình thái tổn thương và sẽ gặp trong nhiều bệnh khác nhau thế còn à, tiêu chuẩn như thế nào được phân loại thành UIP tiêu chuẩn như thế nào phân loại thành NSIP thì nó sẽ là một cái vấn đề khác rất là dài và nếu như các anh chị có nhu cầu thì chúng ta sẽ có thể có một buổi thảo luận khác <laughs> hình ảnh tiếp theo đây là hình ảnh OP hay còn gọi là hình ảnh viêm phổi tổ chức hóa. Và cái hình ảnh này thì nó là cái hình ảnh mà rất là dễ bị nhầm với các cái bệnh lý viêm phổi. Với các anh chị thấy rằng là nó cũng là cái dạng đông đặc. Tuy nhiên cái đặc điểm của đông đặc này là gì? Là những cái đông đặc mà bao quanh các bó mạch huyết quản và xung quanh cái tổ chức đặc nó sẽ có cái quần kính mờ Uh, bên cạnh đó và nếu như những cái giai đoạn sau những giai đoạn mà nó thoái triển thì các anh chị có thể thấy cái dấu hiệu cho thấy nó co kéo cái nhu mô xung quanh lại thì cái hình ảnh OP này cũng là một loại hình thái tổn thương trên phim HRCT của bệnh phổi kẽ đây là dấu hiệu hình ảnh của bệnh uh, HP hay còn gọi là bệnh viêm phổi tăng cảm thì nó sẽ gặp trong những cái trường hợp mà có phơi nhiễm với dị nguyên hít như mà tôi vừa mới kể ở phía trên và chúng ta sẽ thấy những cái nốt mờ trung tâm tiểu thùy ở những giai đoạn cấp hoặc bán cấp và sau đó đến giai đoạn muộn thì bắt đầu nó sẽ hình thành những cái à, tổn thương sơ hóa đó là giãn phế quản co kéo đấy là các cái tổn thương dạng lưới và bắt đầu giảm thể tích phổi. Đây là một hình ảnh của một bệnh nhân gọi là bệnh phổi kẽ tăng bạch cầu ái toan. thì những cái bạch cầu ái toan nó tăng trong nhiều bệnh lý khác nhau nó có sẽ có thể dẫn tới tổn thương phổi và dấu hiệu điển hình là dấu hiệu sign tức là một cái tổn thương đặc ở giữa và xung quanh là quầng kính mờ phân bố một cách ngẫu nhiên ở hai phổi và cái tổn thương này nếu mà chúng ta nghĩ đến thì khi mà chúng tôi làm các cái nội soi phế quản chúng tôi sẽ định sẽ đếm số lượng bạch cầu ái toan ở trong dịch phế quản và như vậy thì khi mà chúng ta chụp được một cái phim cắt lớp vi tính độ phân giải cao thì chúng ta sẽ cần phải phân tích xem là trên cái phim đấy có những dạng tổn thương gì và tập hợp các đặc điểm tổn thương đó với nhau thì chúng ta phân nó thành hình thái tổn thương gì, nó phân bố như thế nào và từ đấy kết hợp với những cái triệu chứng lâm sàng cũng như cận lâm sàng khác chúng ta có thể uh, hướng đến là nhóm À, bệnh lý này hay bệnh lý kia với những trường hợp điển hình thì có thể chúng ta chẩn đoán được luôn nhưng có những trường hợp nó không điển hình hoặc là nó à, cần phân biệt với nhiều căn nguyên khác nhau thì chúng tôi thường sẽ đưa ra hội trần ở hội đồng đa chuyên khoa một cái loại xét nghiệm một cái nhóm xét nghiệm nữa cũng rất quan trọng đấy là các xét nghiệm về kháng thể tự miễn như tôi nói ban đầu thì cái nhóm bệnh lý tự miễn là một nhóm bệnh rất phổ biến trong trong bệnh phổi kẽ vậy thì chúng ta sẽ làm các cái kháng thể tự miễn để hướng đến xem là nó có nghi ngờ bệnh tự miễn gì hay không ở đây thì uh, tôi cũng chỉ giới thiệu sơ bộ như vậy thôi tại vì nó có rất rất là nhiều các loại kháng thể khác nhau và khi các anh chị mà làm chuyên sâu về phổi kẽ các anh chị sẽ nhớ được là loại kháng thể a này nó hướng đến bệnh A, kháng thể B hướng đến bệnh B vân vân. Chứ lúc ban đầu khi mà chúng tôi mới tiếp cận với cái mảng bệnh này thì chúng tôi cũng thấy rất là dối bởi vì quá nhiều các loại kháng thể. Tuy nhiên bây giờ làm nhiều thì nó cũng nhớ dần đấy ạ. Theo khuyến cáo của Hội lồng ngực Mỹ, Hội lồng ngực châu Âu vân vân thì người ta sẽ có các cái bước làm khác nhau để mà sàng lọc. Sàng lọc ban đầu ấy thì cái kháng thể tự uh, cái kháng thể kháng nhân và kháng thể kháng DS DNA được khuyến cáo là chúng ta sẽ làm ban đầu sàng lọc cho tất cả các trường hợp mà nghi ngờ bệnh phổi kẽ ngoài ra chúng ta sẽ xét nghiệm cái chỉ số rf tức là chỉ số dạng thấp để uh, tầm soát viêm khớp dạng thấp bởi vì viêm khớp dạng thấp cũng là một nhóm bệnh mà nó có cái tỷ lệ tổn thương phổi kẽ tương đối nhiều thế thì hai cái xét nghiệm này thì tôi nghĩ rằng là ở, ở các tuyến uh, tỉnh là cũng có thể làm được rồi thì chúng ta có thể làm để sàng lọc sơ bộ ban đầu cho những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ phổi kẽ còn những trường hợp uh, cái bước tiếp theo đấy thì cần làm các xét nghiệm uh, chuyên sâu hơn thì có thể các anh chị uh, nếu mà chưa làm được chúng ta một là có thể um, gửi đến những cơ sở làm được hoặc là chúng ta chuyển bệnh nhân lên những cái tuyến có thể làm được xét nghiệm cho người bệnh đây là một vài cái ví dụ thôi còn một cái nhóm một cái xét nghiệm cũng rất quan trọng trong bệnh phổi kẽ đấy là nội soi phế quản tuy nhiên ở đây thì tôi cũng xin um, làm rõ đấy là nội soi phế quản nó cái 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 vai trò chẩn đoán căn nguyên của nó không cao bởi vì uh, các cái chỉ số nó không đặc hiệu nhưng mà tại sao đối với những bệnh nhân phổi kẽ chúng tôi thường là sẽ làm nội soi phế quản cho tất gần như tất cả các trường hợp là cái vai trò để loại trừ các căn nguyên nhiễm khuẩn đặc biệt là nhiễm lao và nhiễm nấm bởi vì là ở Việt Nam thì các anh chị biết rằng là uh, chúng ta là nước mà gánh nặng lao vẫn còn cao chúng ta chưa xóa sổ được bệnh lao cho nên đấy sẽ là một cái căn nguyên có thể có lao tiềm ẩn hoặc có thể có lao hoạt động cho người bệnh và sau này khi mà những rất là nhiều bệnh phổi kẽ sẽ phải điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch, cho nên cái việc tầm soát lao và tầm soát nấm cũng như các căn nguyên nhiễm khuẩn khác sẽ đóng vai trò quan trọng để chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Đối với soi phế quản thì sinh thiết xuyên vách phế quản có được khuyến cáo hay không thì không được khuyến cáo đối với bệnh phổi kẽ bởi vì đối với những cái sinh thiết xuyên vách ấy thì các mảnh sinh thiết nó rất là nhỏ và nó không đủ để chúng ta thiết lập được cái chẩn đoán về mô bệnh học của bệnh phổi kẽ cho nên là người ta đa số là người ta không khuyến cáo để sinh thiết xuyên vách thế còn một cái xét nghiệm mà hiện tại thì ở Bạch Mai chúng tôi chưa làm được nhưng mà đang hy vọng là tiến tới sẽ làm được đấy là sinh thiết lạnh hay gọi là cryobiopsy thì chúng ta cần phải có hệ thống máy móc. Thì cái sinh thiết lạnh xuyên thành phế quản này này nó cũng là một dạng xuyên xuyên qua cái thành phế quản thôi, nhưng mà nó có cái uh, hướng dẫn của huỳnh quang cũng như là cái thiết bị áp lạnh cho nên là chúng ta sẽ lấy được mảnh bệnh phẩm lớn hơn vì vậy cho nên cái giá trị chẩn đoán là nó có chứ không như là sinh thiết uh, xuyên vách một cách uh, sinh thiết mù mà chúng ta không đánh giá được và cái mảnh bệnh phẩm rất là nhỏ thì cái giá trị nó không cao cho nên nếu mà sinh thiết lạnh xuyên thành phế quản mà chúng ta thực hiện được thì đây sẽ là một cái uh, cái cái thăm dò rất là 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 tốt cho bệnh nhân bởi vì bệnh nhân sẽ tránh được một cuộc mổ Thế còn trong những trường hợp mà tổn thương rất là khó mà chúng ta đã hội trần rồi chúng ta cũng vẫn không thể quyết định được không xác định được là căn nguyên đấy là bệnh gì thì có thể sẽ cân nhắc cái việc làm nội soi để sinh thiết phổi phẫu thuật à, bây giờ chúng ta có nội soi lồng ngực à, nói chung nó vẫn là một cái phẫu thuật nhưng mà nó tương đối là, là an toàn hơn so với ngày trước chúng ta phải phẫu thuật phổi mở thì với trường hợp này thì chúng ta sẽ phẫu thuật phổi thông qua nội soi và lấy được cái mảnh bệnh phẩm lớn hơn và giúp chúng ta trần đoán được Uh, bệnh xem nó là dạng tổn thương gì Đây là cái hình ảnh thực tế Mà khi chúng tôi làm sinh thiết phổ cho người bệnh Của bệnh bị bạch mai đấy ạ Vậy thì cái vấn đề thách thức trong quản lý Cái bệnh này là rất nhiều bệnh khác nhau Và cái triệu chứng thì không đặc hiệu Nào ho nào khó thở thì cũng như nhau cả Và cũng uh, Trên hình ảnh Hct thì như tôi nói rồi Đấy là có những cái trường hợp mà Phải có những cái bác sĩ chuyên sâu Thì họ mới thân phân tích được tốt Cho nên là việc chẩn đoán bệnh phổi kẽ là còn rất khó khăn và cái tiêu chuẩn để chẩn đoán lại cũng không có tiêu chuẩn rõ ràng cho từng bệnh. Vì vậy cho nên là các cái nghiên cứu đều cho thấy là bệnh nhân thường là được chẩn đoán muộn và chính vì vậy cho nên bệnh thường ở mức độ nặng và nguy cơ tiên lượng xấu tử vong sẽ cao. Vì vậy cho nên là để giải quyết cái việc đó chúng tôi Uh, xin uh, giới thiệu cái vai trò của một cái gọi là hội trần đa chuyên khoa được ứng dụng uh, trên toàn thế giới đối với bệnh phổi kẽ. thì Trong hội đồng hội trần đa chuyên khoa sẽ có một bác sĩ uh, uh, một hai thường là hai bác sĩ trần đoán hình ảnh để có thể thảo luận sẽ có các bác sĩ lâm sàng có các bác sĩ liên quan đến giải phẫu bệnh rồi các bác sĩ liên quan đến uh, đến đến uh, bệnh tự miễn đến uh, cơ xương khớp thì hội đồng sẽ hội trần với nhau thảo luận các ca bệnh được chẩn đoán kỹ, được chuẩn bị kỹ để có thể đưa ra xem là hướng đến bệnh này hay bệnh kia. Nếu mà chẩn đoán được thì chúng ta sẽ xác lập được chẩn đoán. Những trường hợp mà nó chưa rõ ràng thì hội đồng có thể đưa ra ý kiến là cần làm thêm thăm dò nào để chúng ta tiếp tục làm cho người bệnh. Và cái hội trần đa chuyên khoa thì đã được công nhận ở các cái hướng dẫn của quốc tế cũng như của Việt Nam. À, đây là cái một cái hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh phổi kẽ được uh, Bộ Y tế đã thông qua và hiện tại cũng đã được áp dụng ở nhiều bệnh viện. Thế thì hội trần đa chuyên khoa sẽ giúp tăng cái độ đồng thuận, sẽ giúp tăng độ chính xác cho chẩn đoán và giảm đi số ca mà bệnh phổi kẽ không phân loại. <laughs> Đây là hình ảnh của các cái buổi hội trần đa chuyên khoa mà chúng tôi thực hiện tại Bệnh viện Bạch Mai và chúng tôi có phối hợp cả hội trần trực tiếp tại hội trường và có hội trần qua Zoom. Cho nên là nếu như các bệnh viện các anh chị ở các tuyến mà có bệnh nhân cần hội Trần thì các anh chị có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi hội Trần cho bệnh nhân qua zoom để giảm cái việc mà người bệnh phải chuyển viện hoặc là có thể tiết kiệm được thời gian cũng như là công sức thì nếu các anh chị có những cái trường hợp cần hội Trần các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với tôi trong vòng khoảng 3 năm rưỡi thì chúng tôi đã hội Trần được 700 lượt bệnh nhân và đưa ra chẩn đoán cho rất là nhiều trường hợp đấy là toàn toàn bộ các cái nội dung rất cơ bản liên quan đến việc thiết lập chuẩn đoán như thế nào. Thế còn về điều trị thì ở đây tôi chỉ xin nói về nguyên tắc thôi, bởi vì có rất nhiều bệnh khác nhau và mỗi bệnh sẽ có cái phác đồ khác nhau. Về mặt nguyên tắc thì uh, các anh chị sẽ nhìn vào cái sơ đồ ở đây có vẻ là cái chữ nó hơi nhỏ, uh, nhưng mà thôi cố gắng khi mà chúng ta xác định được bệnh là bệnh gì rồi thì cái việc đầu tiên chúng ta xác định xem yếu tố nguy cơ là cái gì có cái yếu tố dị nguyên gì không nếu xác định được thì bệnh nhân sẽ cần được hướng dẫn để tránh các yếu tố nguy cơ đó ví dụ như là chuyển nhà ví dụ như là nếu xác định được chính xác căn nguyên là cái gì thì mình sẽ tránh đi còn đa số trường hợp phải đến hơn một nửa số trường hợp là chúng ta sẽ không xác định được dị nguyên chính xác thì nếu như có thể thì bệnh nhân nên được chuyển nơi sinh sống sang một nơi khác Uh, trong các cái bệnh phổi kẽ thì chỉ có một cái bệnh duy nhất đó là bệnh sơ phổi vô căn thì bệnh này sẽ không có thuốc điều trị nào khác ngoài thuốc chống sơ còn những bệnh phổi kẽ khác thì đa số đều có cơ chế viêm trong cơ chế bệnh sinh vì vậy cho nên là cái thuốc điều trị chống viêm luôn luôn được uh, đặt ra thì cái thuốc chống viêm mà được phổ biến sử dụng nhất đấy là corticoid ngoài ra thì đa số trường hợp người ta sẽ phối hợp corticoid với một cái thuốc ức chế miễn dịch nữa để làm gì? Thứ nhất là chúng ta không phải dùng corticoid liều cao quá dài, cái thứ hai là phối hợp điều trị sẽ tăng tác dụng. Và khi mà chúng ta phối hợp như vậy thì và bệnh nhân sẽ cần được theo dõi, cần được tầm soát nhiễm trùng như tôi vừa nói ban đầu ấy ạ. Thì sau khi chúng ta đã khởi trị rồi mà người bệnh à, vẫn xuất hiện những cái sơ hóa thì lúc đấy chúng ta có thể xác định là người ta có sơ hóa tiến triển và có thể thêm vào phác đồ điều trị thuốc chống sơ thì đấy là cái 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 gọi là cái cách tiếp cận về mặt thuốc bên cạnh thuốc ra thì chúng ta cần tất cả những cái biện pháp điều trị không thuốc một cách toàn diện như là cai thuốc lá như là phục hồi chức năng như là các liệu pháp oxy với những trường hợp mà giai đoạn cuối thì có thể là những cái chăm sóc giảm nhẹ thì đây là cái nguyên tắc để chúng ta xác định cái phác đồ điều trị cho các cái bệnh phổi kẽ khác nhau và dựa trên cơ chế viêm bệnh lý nào mà viêm là chính chúng ta chống viêm chúng ta ức chế miễn dịch bệnh lý nào tổn thương sơ là chính chúng ta điều trị chống sơ và những bệnh nhân mà phối hợp cả hai cơ chế thì chúng ta điều trị phối hợp cả chống viêm và chống sơ thế thì khi mà chúng ta dùng chống viêm thì cái thuốc corticoid là cái thuốc mà 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 được phổ phổ biến nhất thì thường là chúng ta có thể dùng meron có thể dùng prednisolone vân vân và nguyên tắc của thì cũng vẫn như chung như các bệnh khác thôi chúng ta sẽ cố gắng là giảm đến liều tối thiểu mà có hiệu quả Phối hợp với corticoid thì chúng ta có các loại thuốc ức chế miễn dịch khác nhau như là cyclophosphamide đó là endosan chúng ta truyền, azathioprine chúng ta có mycophenolat đó là cellcept, chúng ta có cyclosporina đó là imoren, rồi chúng ta có à, đó, đó là neoram rồi chúng ta có tacrolimus như là cái thuốc prograf mà có dùng trong các bệnh lý ghép tạng đấy ạ, trong chống thải ghép đấy ạ. Thế còn thuốc chống sơ thì hiện tại trên thế giới có hai loại đó là nintedanib và pirfenidon. Thì tuy nhiên là chỉ có mỗi nintedanib là được lưu hành ở Việt Nam thôi nhưng mà nó cũng vẫn là một cái thách thức rất là lớn bởi vì giá cả nó quá cao và chỉ có một số rất ít người bệnh có thể mua được cái thuốc này thôi ạ. Nhưng mà thuốc chống sơ thì đối với những cái trường hợp là bệnh phổi kẽ sơ hóa, tiến triển hoặc là bệnh sơ phổi vô căn thì thuốc chống sơ được chứng minh là nó làm chậm lại quá trình sơ hóa cho người bệnh nhưng mà nó chỉ làm chậm lại thôi chứ nó không cắt đứt được và nó cũng không đảo ngược lại được cái quá trình sơ hóa và như tôi vừa mới nói thì cái giá thành của nó rất là cao thì đây là những cái nghiên cứu họ thống kê thấy rằng là khi mà điều trị chống sơ thì cái tỷ lệ sống còn là được cải thiện tốt hơn so với những trường hợp mà không chống sơ đối với những trường hợp mà bệnh phổi kẽ sơ hóa đấy ạ Đấy, thì cái lưu đồ này cũng giống như tôi vừa mới nói đấy khi mà điều, ta, chúng ta đã điều trị một cách tối ưu rồi mà bệnh nhân vẫn có sơ hòa tiến triển thì sẽ thêm thuốc chống sơ và phác đồ ngoài các cái điều trị thuốc như tôi vừa mới kể trên thì các biện pháp hồi chức năng hô hấp các biện pháp hỗ trợ oxy và chăm sóc giảm nhẹ sẽ là những cái uh, giúp nâng cao chất lượng cho bệnh nhân nên là có chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân để đây các chị thấy rằng là những cái hình ảnh người bệnh vẫn thở oxy gọng ở mũi nhưng mà vẫn thực hiện các cái hoạt động thường ngày họ vẫn lái xe đi khắp nơi họ vẫn sinh hoạt họ vẫn đi chơi được thì cái việc đó cũng sẽ giúp cho người bệnh có cuộc sống chất lượng tốt hơn mặc dù là là cái tiên lượng sống thì chắc là nó cũng sẽ không được quá lâu nhưng mà cuộc sống vẫn vẫn có những cái niềm vui để cho người ta có thể tin tưởng mà sống tiếp Thế còn một cái biện pháp nữa đấy là ghép phổi thì ghép phổi đã được thực hiện cũng nhiều ở trên thế giới rồi nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta vẫn đang trong giai đoạn là là, là nghiên cứu và chúng ta chưa uh, thực hành được cái ghép phổi một cách phổ biến và còn rất là nhiều khó khăn. Như vậy thì qua uh, khoảng hơn 30 phút vừa rồi thì tôi đã trình bày một cách rất là nhanh các cái uh, nét chính những cái uh, kiến thức gọi là cơ bản nhất liên quan đến bệnh phổi kẽ. Thế còn với từng bệnh thì nó sẽ có rất là nhiều các thách thức cũng như là các kiến thức uh, chuyên sâu thì nếu có thể thì tôi xin được hẹn các anh chị một cái buổi khác sẽ trình bày kỹ hơn. Thế còn về bệnh phổi kẽ như vậy, các anh chị qua cái phần vừa rồi cũng thể thấy rằng là nó là cái nhóm bệnh rất là đa dạng và việc chẩn đoán chính xác nó rất là khó khăn còn nhiều thách thức. Tuy nhiên thì hiện tại chúng ta đã có những cái xét nghiệm mà có thể thực hiện được ở một số các cái tuyến và việc hội chẩn đa chuyên khoa sẽ giúp cho tăng cái độ đồng thuận, tăng độ chính xác của việc chẩn đoán. À, khi đã chẩn đoán được bệnh rồi thì nguyên tắc điều trị chúng ta sẽ bao gồm các biện pháp có dùng thuốc và không dùng thuốc một cách toàn diện để làm sao mà kéo dài cuộc sống cho người bệnh, nâng cao chất lượng cho người bệnh. Còn à, tất nhiên mỗi bệnh sẽ có cái phác đồ khác nhau thì chúng ta sẽ à, trao đổi ở một cái buổi sau. Thì xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị đồng nghiệp ạ. À. À, à, xin cảm ơn uh, tiến sĩ Trang, một uh, bác sĩ. Uh...